dâng trào. Ngày hôm nay em đành quên, phải cố gắng bước qua, chẳng thể nói thứ tha. Người em làm tin em thì những tổn thương tại sao lâu nay vẫn nát rồi. Chỉ biết khóc cười vậy thôi. Nếu anh là em muốn kết thúc nhưng anh phải đau ngàn lần. Chào mừng tất cả quý vị và các bác yêu mến âm thanh, yêu ca nhạc khắp mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Ở trên màn hình của quý vị và các bác đây thì cặp loa này chính là cặp loa JBL LS115. Vâng, dòng loa 5 đường tiếng được trang bị một bát 40. Được trang bị một bát 40. Hai âm chung 14, một giải chép giấy và một giải chép kèn ở phía trên. Vâng, đây chính là dòng JBL LS115, bản kèn vàng, bản mới nhất các bác nhé. Hiện tại thì dòng JBL LS115 này thì bên em còn cặp này là cặp duy nhất rồi các bác nhé. Đấy. Vâng, với giá là 5.500.000 đồng quý vị và các bác chuyển khoản một lần. Đấy, hoặc là giá 6.500.000 các bác chuyển khoản cọc cho bên em. Thì đợt vừa rồi thì bên em đi cũng rất là nhiều đôi rồi. Và hiện tại bây giờ thì chỉ còn đúng một đôi thôi. Bát 40 gân vải tầm dầu các bác nhé, rất là bền. Đấy, gân vải tầm dầu 3 lớp. Đường màng loa đây thì đường gợn sóng các bác nhé. Đấy, còn rốn đây thì quý vị và các bác cho ta nhìn thấy rồi, rốn to chà bá luôn. Sẽ giúp cho cặp loa tiếng bass thêm chắc, tròn tiếng và sâu tiếng hơn, mạnh mẽ hơn. Ở phía trên thì quý vị và các bác chúng ta có thể nhìn thấy hai âm chung 14. Hai âm chung 14 sẽ cho ra lời ca tiếng hát trong trẻo, tròn và rõ chữ và sắc nét hơn. Đấy, còn âm chép thì chúng ta không phải bàn rồi. Đấy, cặp loa cặp chép kèn ở phía trên thì cực kỳ là chất lượng rồi đúng không ạ? Vâng, ở phía dưới và ở phía trên là màu gỗ các bác nhé, rất là đẹp và rất là nổi bật. Ở phía giữa đây để ngăn cách giữa cái chép kèn vàng này thì nó là màu gỗ hai căng tách biệt các bác nhá. Và cặp loa này là cặp loa bass 40, các bác chơi ở những không gian rộng, những không gian lớn thì quá là tuyệt vời. Đấy, các bác hát karaoke, các bác nghe nhạc, các bác trưng bày, cặp loa này các bác đặt lên trên kệ thì đảm bảo với lại quý vị và các bác nó quá là chất các bạn ạ, nó quá là chất luôn. Đấy, khẳng định đẳng cấp luôn các bạn ạ. Và cặp loa này nó là bass 40, các bác hát karaoke thì nó thoáng tiếng và nó thoát tiếng cực kỳ. Đấy, đầy âm các bạn nhé. Đấy, dù là không gian rộng đi chăng nữa thì nó rất là đầy âm. Các bác chơi tất cả các thể loại nhạc, những bản nhạc mà yêu cầu độ nhanh mạnh chính xác cao, hoặc là những bản nhạc bolero nhẹ nhàng, những bản nhạc lời ca tiếng hát thì nó rất là rõ ràng rành mạch. Bởi vì cặp loa này là cặp loa của JB, cái chất âm của nó rất là chi tiết các bác nhé. Chất âm nó rất là chi tiết luôn. Và đây nó lại là dòng loa 5 đường tiếng nữa.
cho nên là nó tái tạo lại âm thanh cực kỳ là tốt. Bên này là em đã tháo cái căng này, còn bên này là em chưa tháo cái căng này. Đấy các bác thấy không? Rất là sang các bác nhé. Đấy, rất là sang. Hiện tại bây giờ là em đang chơi cùng với lại chiếc X7 đây, sẽ ống tích vang nền công suất tích hợp giải mã các bác nhé. Đấy. Các bác có thể nghe thấy lời ca tiếng hát của ca sĩ rất là tròn vành rõ chữ đúng không ạ? Tiếng bass rất là sâu, chắc và tròn tiếng.
dù sen chạy đêm chạy ngày cùng chẳng bằng tình nghĩa em bằng mình trong bao gian nan đi thông đường để những chuyến sẽ qua dồn nhẹ tay lái vút tiếng hát ca chào quê hương Nam Hồng hơi là Dạ vâng, các bác có thể nghe thấy là cái chất âm nó rất là tròn vành rõ chữ và sắc nét đúng không ạ? Đấy, và đây chính là cặp loa JBL-LS-115 quý vị nhé. Mọi chi tiết xin quý vị và các bác chúng ta liên hệ về một trong hai số điện thoại trên tấm biển giúp em. Bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác. Và bên em sẽ hướng dẫn quý vị và các bác cách thức đặt hàng. Còn bây giờ xin phép em được khép lại video tại đây. Các bác đừng quên ấn đăng ký kênh, ấn chuông để không bỏ lỡ những video và những thông báo mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.